Hello anh chị, hôm nay hãy cùng em review về mẫu túi đeo chéo A30 của thương hiệu Tom Tóc nha. Kích thước của chiếc túi này sẽ phù hợp với MacBook 13 inch đến 14 inch cũng như là những chiếc laptop có kích cỡ tương đương. Ở đây chúng ta sẽ có những chiếc tag đi kèm theo chiếc túi. Chiếc túi này sẽ được nằm trong bộ sưu tập Tom Tóc Recycle Collection, thân thiện bảo vệ với môi trường. Ở đây chúng ta sẽ có một mã QR để mình có thể quét mã, mình tìm hiểu thông tin về sản phẩm cũng như là thông tin bảo hành. Đây sẽ là logo thương hiệu mới của Tom Tóc nha anh chị. Nằm trong bộ sưu tập thân thiện và bảo vệ môi trường nên chất liệu của chiếc túi này sẽ là vải ni lông tái chế polyester cao cấp giúp bảo vệ môi trường. Ngoài ra thì cũng giúp anh chị chống nước nhẹ khi mà mình đi gặp phải những cái cơn mưa nhẹ, nó có thể bảo vệ được những vật dụng bên trong túi một cách an toàn hơn nha. Đi vào ngăn đầu của chiếc túi, ở đây chúng ta sẽ thấy chiếc túi được sử dụng công nghệ khóa kéo YKK số 1 Nhật Bản, giúp anh chị có thể sử dụng một cách dễ dàng, linh hoạt cũng như là bền bỉ. Ngăn đầu tiên được lót một lớp vải ni lông trơn, mình có thể bỏ những cái vật dụng nhỏ như là điện thoại, bóp hoặc là AirPods, những cái vật dụng cơ bản của mình ở ngăn này nha. Đến với ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai sẽ rộng hơn và được chia thành những ngăn nhỏ. Ở đây chúng ta sẽ có thể bỏ được một bên ô, bên đây chúng ta có thể bỏ cục sạc và bên đây chúng ta có thể bỏ dây sạc. Ngoài ra những cái ngăn nhỏ bên ngoài này mình có thể bỏ chai nước hoặc là ô dù để mình tránh mưa khi mà anh chị gặp mưa hoặc là đi vào những cái tháng mà trời nó hay mưa nha. Đi vào với ngăn chính bên trong. Ngăn chính bên trong sẽ được lót một cái lớp vải nhung mềm mịn giúp bảo vệ ngoại quan của chiếc MacBook cũng như là laptop khi mà anh chị sử dụng, tránh những cái va đập làm hư hỏng hay là làm chầy xước cái ngoại quan của laptop. Thì sau đây em sẽ bỏ demo một chiếc MacBook 14 inch vào để mà anh chị mình có thể tham khảo khi mà mình sử dụng nha. Với công nghệ Corner Armor X4 giúp bảo vệ bốn cạnh của chiếc laptop một cách toàn diện nhất. Chiếc laptop sẽ được ôm kích bốn cạnh vào trong bốn cạnh của chiếc túi chống sốc như thế này. Đằng sau chúng ta sẽ có một cái ngăn phụ như thế này nữa, để khi mà anh chị mình đi đâu mình có thể bỏ bóp hoặc là điện thoại để mình tiện dụng, để mình dễ dàng mình lấy ra nhanh hơn nha. Thì khi mà sử dụng, anh chị có thể sử dụng với hai cách là mình cầm tay, mình xách tay như thế này mình đi bộ, hoặc là mình vẫn có thể mình đeo bằng cái quai đeo chéo như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái móc khóa ở cái dây đeo, chúng ta có thể điều chỉnh 360 độ để cho nó phù hợp với cách đeo cũng như là cái tư thế mình đi cho nó phù hợp, dễ dàng cho mình nhé. Nếu có nhu cầu về sản phẩm, anh chị có thể truy cập vào trực tiếp trang web macsaigon.com hoặc liên hệ vào số hotline 0888 060688 để được tư vấn và hỗ trợ.